Giáng sinh năm nay, năm nay là bà của chị là 80 mấy tuổi rồi, cho nên là chị mong ước, Thiên Kim luôn mong ước là ba của Thiên Kim sẽ khỏe mạnh, điều bởi vì mới là ước sẽ khỏe mạnh để sống với Thiên Kim lâu, thiệt là lâu luôn, hơn 100 tuổi luôn. Hơn 100 tuổi. Okay. Đó là Thùy Dương hỏi Thiên Kim, đó là điều ước, là điều lớn lao. Còn